Ngày 30 tháng 10 tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp Trường Chính sách Công và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị xúc tiến đầu vào nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam gợi ý việc xúc tiến vào nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long nên quan tâm ưu tiên các sản phẩm chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long là lúa gạo, trái cây và thủy sản. Cạnh đó, Thứ trưởng Nam cho biết, quan điểm của Bộ là đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực logistics phục vụ cho ngành nông nghiệp. Hiện Bộ đang trình Chính phủ đề án logistics nông sản tập trung vào 3 trung tâm lớn. Cũng theo Thứ trưởng, xu hướng kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, kinh tế xanh đang được quan tâm. Thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long là phụ phẩm nông nghiệp có thể tái tạo sản phẩm có giá trị cao. Vì vậy, ngành nông nghiệp cũng đang muốn hướng đầu tư vào lĩnh vực này. Nhiều ý kiến đánh giá cao đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao giảm phát thải sẽ là cơ hội để ngành lúa gạo Việt Nam nói chung và của vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long nói riêng có bước phát triển mới, hướng đến giá cao và mang lại thu nhập lớn cho người dân. Cùng với đó sẽ tạo ra một thói quen sản xuất lúa mới theo hướng xanh, bền vững hơn cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Cũng trong hội nghị, một số doanh nghiệp và địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đã trao thỏa thuận tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long.